Làm em mệt thế này à? Hả? Xuống đây. Ly xuống đây. Ly. Đi vào đây mẹ hỏi cậu. Lên đây Ly. Ly. Còn con cáu này. Lên đây mẹ xem nào. Nhanh lên. Ra đây. Nhanh lên. À đi ra đây. Ly. Đấy, nhà chơi mà để em đây thế này à, mặt đỏ. Xuống lên mặt em thế này à? Đi. Xuống em. Xuống em. Ly. Bắn sang trường chưa? Cái tay này phải không? Đứng ở đây. Đứng ở đây. Đứng lên. Đứng lên. Bắn sau chưa chưa? Biết cái này là cái gì không? Đúng nè. Đứng ở đây. Không ai yêu. Đánh đi chảy máu hả? Cái này đâu? Ly bây giờ nghe lời mẹ chưa? Không được cắn em nữa nghe chưa? Ly. Quay đây nào. Quay đây vào. Nghe chưa? Đấy các bạn nhìn thấy Ani vừa vừa không? Con đi bắt nạt em. Phải không? Cái mặt thì nhưng 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 lên. Đúng là hư luôn. Bánh tay đâu? Đây các bạn này. Đấy, cái mặt thì ai đi tào cho này. Con đi thấy em đau chưa? Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Xin lỗi chưa? Nào bé em xin lỗi nào. Thì bé em xin lỗi em đi. Nào bé em xin lỗi nào. Bé em xin lỗi em nghe chưa? Nghe chưa? Rồi nào. Nào. Ôi ôi ôi. Đấy các bạn ơi, tao đi rất là hư luôn. Ở nhà chơi với em mà đánh em. Ở nhà chơi em mà đánh em hả? Nào, nào, nào. Xin lỗi mẹ thế hả? Làm em đau rồi xin lỗi mẹ đấy hả? Đấy các bạn này, Oli này. Ôi thương Abi quá. Chị hư chị đánh con phải không? Chị hư chị đánh con phải không? Các bạn đây. Con thì rất là năng động luôn, còn Abi thì rất là trầm tính.